tìm đến bao nhiêu này thật sự không biết đó là khó một hay không? Không khó gì, 300 triệu thì theo giờ điều kiện nha. Thế Vũ muốn con vì Vũ và vì mẹ Vũ và đưa cho Vũ 300 triệu. Thế bây giờ Vân muốn Vũ ngủ với con một đêm chết. Bởi vì cái đó là trái với nguyên tắc đạo đức của Vũ. Thế thế còn sức mạnh của mẹ thì sao? Ngày mai thì kia là phải ngồi đấy. Nhưng nếu như Vân hiện đang là một cái nguồn cung cấp tốt nhất của mấy bộ. Nguồn cung cấp? Nghe gì cho mấy em kìa. Nguồn cung cấp. Thì thật sự tính hiện tại Vân chỉ biết nhờ có Vân thôi. Nhưng mà với cái điều kiện này nó hoàn toàn đi trái với cái đạo đức của Vũ. Vũ không thể làm được điều này. Ok, vậy thì Vũ sẽ đi tìm người khác. Thưa quý vị, đó là cái việc của Thế Vũ. Tạm chia tay với Thế Vũ, chúng tôi cùng đến với quý ông còn lại trong thử thách đời thường.